U23 Việt Nam đã có trận đấu khởi đầu vòng bảng tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 bằng một kết quả hòa không bàn thắng trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội bóng được xem là khó chịu nhất bảng đấu này. Cũng trong loạt trận này, U23 Jordan tạm thời vươn lên ngôi vị nhất bảng với 3 điểm có được trước Triều Tiên, và chỉ 3 ngày sau trận đấu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì Rapa Honso tiếp tục sẽ có màn đụng độ với một đối thủ cũng không hề dễ chơi là Jordan vào ngày 13 tháng 1. Đội bóng đang tạm xếp trên chúng ta với cách biệt 2 điểm. Và đối thủ ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng của U23 Việt Nam là Jordan có gì đặc biệt? Ưu nhược điểm của đội tuyển Tây Á này như thế nào? Và liệu các học trò của Rapa Honso sẽ làm gì để đối phó với Jordan? Hãy cùng Cả Bóng Đá đi tìm hiểu rõ hơn về U23 Jordan. Có thể nói, tương tự với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì Jordan cũng là một đối thủ không quá lạ lẫm với thầy trò Park Hang-seo. Cách đây 4 năm, U23 Việt Nam khi đó với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được dẫn dắt bởi Toshiya Miura đã thất bại trước chính U23 Jordan 1-3 ngay từ vòng bảng U23 châu Á 2016. Thế nhưng, món nợ này phần nào được trả lại khi trên phương diện đội tuyển quốc gia, thầy trò Park Hang-seo đã có được một chiến thắng trước đội tuyển Jordan trên chấm luân lưu tại vòng 1-8 Asian Cup, cũng như có 2 trận hòa trước chính đối thủ này tại vòng loại cúp châu Á. Ở vòng loại, U23 Jordan phải nằm cùng bảng đấu với những đối thủ tương đối đáng gờm để có thể giành được tấm vé chính thức đến với Thái Lan. Đối thủ khi đó của Jordan là Syria, Kuwait và Kyrgyzstan. Tuy nhiên, Jordan đã vượt qua vòng loại với 7 điểm có được sau 3 loạt thi đấu. Họ thắng Kuwait trong trận ra quân với tỷ số 2-1, đè bẹp Kyrgyzstan 3-0 ở lượt 2 trước khi hòa Syria để cả hai chắc tay nhau đi Thái Lan. Và quả thực, U23 Jordan là một đối thủ không hề dễ dàng cho thầy trò ông Park khi trong tay của đội bóng Tây Á này là những cầu thủ rất chất lượng. Mới đây, U23 Jordan đã công bố danh sách 23 cái tên chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Không nằm ngoài dự đoán khi đội tuyển này mang đến 3 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, lần lượt là tiền vệ trung tâm Nour Al-Rawabdeh và bộ đôi giày cánh Musa Antamari và Omar Hani. Cả 3 hiện đang cùng khoác áo câu lạc bộ Apoel Nicosia của đảo Cyprus. Đội bóng này là cái tên thường xuyên góp mặt ở đấu trường danh giá UEFA Champions League. Cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình Jordan chính là tiền đạo ngôi sao Musa Antamari. Trong mùa giải trước, Antamari đã cùng với câu lạc bộ của anh giành được chức vô địch quốc gia và anh cũng được thừa nhận là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Ngôi sao của Jordan năm nay dù chỉ mới 22 tuổi nhưng đã được trang thống kê Transfer Market đánh giá rất cao khi định giá chuyển nhượng cho anh lên đến 2 triệu euro, và tiền đạo này cũng đã có 4 lần nổ súng sau 22 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Jordan. Thế nhưng, vấn đề của U23 Jordan nằm ở việc đội tuyển nước này không thể có sự góp mặt của Antamari trong 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Lý do nằm ở chỗ câu lạc bộ chủ quản Apoel Nicosia không chịu nhả người kịp thời hạn. Điều này cũng đồng nghĩa rằng cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Jordan sẽ vắng mặt trong trận với Việt Nam, và bất lợi đó của đội bạn chính là một lợi thế không nhỏ cho chúng ta. Không riêng gì Antamari, U23 Jordan còn vắng mặt rất nhiều trụ cột khác, đó là tiền vệ Mohamed Abu Zraik. Liên đoàn bóng đá Jordan mới đây đã xác nhận cầu thủ này không được đăng ký vào danh sách tham dự U23 châu Á 2020 bởi gặp chấn thương. Abu Zraik được đánh giá nổi bật trong vai trò tiền vệ công, và cầu thủ này cũng có thể chơi tốt cả hai cánh cũng như biết cách tuân thủ chiến thuật đề ra. Dù U23 Jordan và Club Al-Salia đã đạt được thỏa thuận cho phép cầu thủ này về thi đấu tại giải U23 châu Á, nhưng quá trình hồi phục chấn thương của Abu Zraik đã diễn biến xấu, khiến cho Club Al-Salia không muốn mạo hiểm với cầu thủ ngôi sao của mình. Về mặt lối chơi, U23 Jordan cũng thường xuyên sử dụng sơ đồ ba hậu vệ tương tự như các cấp đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park. Đội bóng này hướng đến các quả tạt từ hai biên vực trung lộ sau khi đưa quả bóng xuống dọc hai hành lang. Sự khác biệt giữa đoàn quân của huấn luyện viên Abdelkader và thầy trò Park Hang-seo ở chỗ, U23 Jordan thường thi đấu dựa nhiều vào yếu tố sức mạnh và thể hình vượt trội. Bất lợi về mặt thể chất so với đối thủ chính là điều mà các chiến binh sao vàng cần phải dè chừng. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định của Jordan ở những giải đấu lớn là điều mà Việt Nam có thể khai thác từ đối thủ này. Họ có thể chơi một trận đấu rất hay trước Úc, nhưng cũng có thể đánh mất chính mình ở trận đấu tiếp theo khi thất bại trước Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Việc duy trì sự ổn định được xem là cấp thiết với huấn luyện viên Abdelkader bên cạnh yếu tố chiến thuật. Thêm vào đó, Jordan là tập thể không có quá nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cụ thể, trong đội hình đến Thái Lan của họ chỉ có 3 tuyển thủ quốc gia. Điều này khiến giới chuyên môn không đánh giá quá cao về sự hòa nhập giữa 3 ngôi sao đến từ câu lạc bộ Apoel so với cả đội. Khi mà Nour Al-Rawabdeh, Musa Antamari và Omar Hani không thường xuyên góp mặt trong đội hình U23 và có trình độ cao hơn nhiều so với các đồng đội, sự ăn khớp và tính liên kết trong cấu trúc của U23 Jordan có thể gặp vấn đề. Đó là lúc mà thầy trò Park Hang-seo có thể khai thác từ đối thủ. Dù vẫn tồn tại rất nhiều yếu điểm, nhưng U23 Jordan là một đội tuyển nhẵn mặt ở các giải đấu U23 châu Á. Cụ thể, từ khi giải đấu U23 châu Á chính thức ra đời từ năm 2013, U23 Jordan là một thành viên khá thường trực với 4 lần tham dự và lần cao nhất của họ là tứ kết năm 2013. Giải đấu 3 năm sau đó, họ dừng bước ở tứ kết trước Hàn Quốc.
Đến giải đấu năm 2018, U23 Jordan bất ngờ bị U23 Malaysia đánh bại ngay từ vòng bảng, qua đó phải về nước sớm. Cũng không thể phủ nhận, việc thường xuyên được tham dự vòng chung kết U23 châu Á đã giúp Jordan tích lũy ít nhiều kinh nghiệm mà không phải nền bóng đá nào cũng có được. Sau thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Liên đoàn bóng đá Jordan đã chia tay huấn luyện viên Ian Brunskill và bổ nhiệm cựu cầu thủ Ahmed Abdelkader thay thế. Vị chiến lược gia này từng có quãng thời gian làm việc tại đội U20 nên ông rất hiểu những cầu thủ trẻ của mình, bởi không ít tuyển thủ U23 Jordan hiện nay là học trò của ông Abdelkader ngày trước. Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế của U23, ông Abdelkader đã lập tức bắt tay vào xây dựng đội bóng hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà không cần thời gian làm quen với các cầu thủ. Có thể nói, từ U20 lên U23, các cầu thủ Jordan được thi đấu dưới một hệ thống chiến thuật nhất quán. Nếu không tính đến 3 ngôi sao của đội tuyển quốc gia Jordan đã kể ở trên, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những cầu thủ trẻ còn lại là yếu tố cực kỳ quan trọng với một đội bóng, và U23 Jordan đang may mắn có được điều đó. Trong trận cầu vào ngày 13 tháng 1 tới đây, U23 Jordan hứa hẹn sẽ là một đối thủ tương đối ngang tài ngang sức với thầy trò ông Park. Hơn bao giờ hết, U23 Việt Nam đang rất cần một kết quả có lợi trước Jordan và hy vọng vượt qua vòng đấu bảng để hướng đến những gì mà chúng ta đã từng làm được tại vòng chung kết U23 châu Á cách đây 2 năm. Có thể nói, lấy 3 điểm từ thầy trò Abdelkader là điều mà Việt Nam đang hướng đến trước mắt, và liệu binh đoàn rồng vàng có thể vượt qua chướng ngại đến từ Tây Á này? Hãy cùng chờ đợi câu trả lời vào ngày 13 tới.